Good morning, Mến chào tất cả mọi người ha. À, Con đầu tiên chúng ta đi vào coi ngày hôm nay là CRCT Thì cap á, là B cộng. Nó dao động khoảng từ B tới B cộng nhưng mà chuẩn của nó là bi cộng thì thấp nhất là 14 và cao nhất là 47 thì có nghĩa là trong vòng 33 độ rotation thì năm rồi nó không có report nhiều mà năm nay nó report ở cái tầng số 4 tầng dương thì mọi người coi thử coi con này là một con Utah năm mấy năm nha ở nước Mỹ rõ ràng thì à, nó chuyên về cái gì? Chuyên về tất cả những cái linh tinh lan trang có là sách vở rồi những cái design, phim, ảnh, rồi wedding, rồi baby shower, candle, school, đồ này nọ. Nói chung là tất cả những cái vật dụng cần thiết ở trong nhà. Nói chung là đồ linh, linh tinh. Thì những cái tiểu bang mà giống như vậy thì đồ linh tinh thì giống như là mọi người nhớ tới Michael hoặc là Hobby Lobby Nói chung là nó có rất là nhiều thứ Và con này chúng ta mua ngày hôm nay Thì chúng ta mua cái giá khoảng bao nhiêu Khoảng 30 10... mươi 32 độ xuống nha Và trong cái uh... À, cái độ cái report của nó đó, thì thấy uh, beta là tương đối thì khi mà beta nói chung là nó tương đối như vậy thì sao thì đương nhiên là chúng ta trustable gọi là chúng ta gọi là cái đầu tin tưởng của của một con stock có thể ra trên thị trường có nghĩa là một cái con năm mươi mấy năm mà nó ở bên nước Mỹ nữa thì rất ư là tuyệt vời và yeah. Beta, tại sao mà cái beta số 2 nó không có report? Vì những công ty này đa số là contractor. Tuy là nó cái beta số đầu nó rất là thấp. Nhưng mà tại sao nó là contractor thì nó mướn... Uh, sinh viên học sinh rồi này nọ đó nhưng mọi người nhân viên của nó làm chính không phải là những người mà làm YouTube um, thì khi mà nó mướn contract tài như vậy thì sao Có nghĩa là nó trả lương ít Một công ty này cực kỳ thông minh nha không phải là giống như là người ta đâu nha yeah. nó có những cái profit với lại cái đường đi của nó khác hơn người ta con thứ hai á là Mọi người bấm vô đi Casey Thì uh, Nó để là Kingsoft Cloud Holding Thì Cloud thì mình, mọi người nghe thấy là mọi người biết rồi Và cái độ beta thì Beta số 2 Beta uh, của nó thì rất là tốt uh, Beta độ số đầu là là social, số 2 là sao? A5. Thì A5 à, mà 439 có nghĩa là sao? Tuyệt vời Rất ư ừ, là Tương đối Thì những cái con như thế này á Để Đợi từ chút xíu nha Cái mọi người coi cái độ rotation của nó từ, từ 27 đến tấp nhất là 27 mà lên tới 74 Cho như là trong vòng bốn mươi bốn mươi mấy số như vậy mà đây là một công ty bi cộng nữa hiện tại mọi người nên mua con này và mua ít xe thôi vì nó không có nằm trong nước mỹ chúng ta mua khoảng ba mươi ba tuy là một con bi cộng nhưng mà nó không mà nằm trong nước Mỹ và nó là thuộc IQ low thì chúng ta không có thể nào mà mua nhiều được nếu mà không muốn gọi là lose your money Hiểu không? nghĩa là 9 năm trên thị trường almost 10 năm mà số nhân viên là khoảng một thì uh, được 2T Mọi người thấy chữ cloud á là mọi người biết rồi. Nó chuyên về dữ liệu. Và đây cũng là một công ty phi mạnh. Nó là e-government solution. Có nghĩa là được một cái phần nào đó của chính phủ hỗ trợ cho làm sao? Cho cái công cuộc giáo dục của tụi nó. Dạ yeah, nhưng mà con này mọi người mua ít thôi Dạ yeah, mua chừng chục xe đổ lại Thì để có nó khiệu tới khiệu lui thôi Và mọi người để ý tí xíu nữa là cái um, Cái V2 của nó không có cao nha Và trong một tháng qua thì nó rất rất là nhiều Có nghĩa là hiện tại là nó Nó quay về cái giá gần như là thấp nhất rồi Dạ yeah, nói chung là vô được thì ra được làm tiền của chai nè thì so why not ha à. bên qua còn tiếp theo cái con rai thì mọi người thấy là quá ư là thông thuộc với nó rồi thì nó vòng vòng khoảng từ mười mấy đồng á mười một mười hai đồng thì bây giờ nó xuống tới chín đồng rồi còn chuyện mua không là của mọi người thôi cố gắng mua khoảng tám đồng bảy thôi dạ yeah thì từ đó mọi người có thể mua xuống thêm thôi. Hopefully sau thời gian reset thì uh, cái giá của nó sẽ được hơn. Nhưng mà trong thời lượng reset thì mọi người mua như thế nào? ở đó mọi người mua nhỏ xe lại. Chúng ta cứ mua nhỏ xuống, nó xuống nữa mình mua nữa nó xuống nữa mình mua nữa đó. Khi mà mình mua nhỏ xem có rất là nhiều lợi, mình có thể điều chỉnh được cái giá và mình sẽ đi theo biểu đồ cái skill này gọi là follow the map gọi là mua nhỏ xe rã nhỏ xe ra từ ba năm trên thị trường mà những cái cái công ty mà nó sản xuất về gọi là xe điện mà xe xe tải á truck ấy, truck ấy, electric ấy. Yeah. thì cũng là một công ty sao Bi một công ty tỷ đô và của bên Ohio thì nói chung là mọi người rất là rành về cái con này rồi chúng ta không có đi qua thông tin chúng ta chỉ có cho giá và cái cái report của nó là tại một chiếc xe tải rất là mắc, Yeah Chiếc xe là cũng khoảng năm bảy chục rồi. Một chiếc xe tải thì nó phải đem nhân năm lên như vậy, nha. Yeah nó không có đơn giản đâu và nó không có rẻ đâu để chúng ta thử tự... thôi nói chung là bây giờ chúng ta sẽ đi qua thì so với con số 6 đến 31 thì mọi người có như sao có 25 cái rotation độ rotation của nó là 25 điểm thì để mọi người mua không lẽ trong vòng nó nhúng nhất 25 cái mà mình không dính được em trong nào nhưng mà thật sự đây là khi mà mọi người mua khoảng 8 đồng là rất là tuyệt vời rồi vòng vòng 8 đồng là that's very good thì khi mà mình cố gắng mình thứ nhất á làm sao mình phải đi soi rất là nhiều bởi vì khi mà mọi người mà mà dính tới gọi là cái công cuộc mà chứng khoán này á thật sự không ai có quyền ngồi mà để mà ngắm cảnh xem hoa Đà, nó rất là phật nói chung đó mọi người lúc nào cũng phải rất là nhúc nhích thế đó, còn cái độ beta của nó thì sao? Nó report có số đầu tiên thôi. À, số thứ hai thì giờ công ty nó không report thì đã rồi mình không có tìm được cái số thôi. Và còn cuối cùng của ngày hôm nay là SRNE. Khi mà trong quá trình mua thì mọi người cố gắng nha, mua cho nó đúng giá, mua cho nó ngon và thì khi mà chúng ta mua được cái giá tốt thì chúng ta mua cái tiền lợi chúng ta có rất là nhiều Thì beta số đầu là 098 có nghĩa là sao? Chỉ bình thường thôi Nhưng mà cái chỉ số sau á Thì nhìn vào con số này thì chúng ta biết là Tiền đúng chỉ có tiền nhân viên thôi 79 đồng là sao? Chúng ta được A1 79k Actually đúng hơn là 79.65 thì con stock này á Nó chuyên về cái gì? Therapeutic Thì mọi người thấy Khi mọi người thấy chữ therapeutic Mà những cái công ty mà được tỷ đô như vậy á Trong vòng vòng nó dao động từ 5 đến 19 Có nghĩa là 14 số rất là tốt 14 số mà mọi người không ăn được số nào sao? Có nghĩa là thời điểm này chúng ta mua khoảng bao nhiêu là được Ok mua khoảng 9 đồng Và chúng ta drop xuống khoảng 8 đồng Chúng ta cứ set Những cái lệnh chúng ta đi ngược về Thì con này là một cái con sao 15 năm trên thị trường Và ở nước Mỹ Thì những con thuộc về bio pharma Thì đa số họ bio thì tôi nói mọi người như thế nào Mùa hè nó rớt và mùa thu, mùa đông, tất cả những mùa còn lại nó làm ăn rất là ngon. Thì khi thấy những cái con mà mọi người thấy V2 của nó làm sao? 11, g thậm chí 12, 12 triệu luôn. cái độ giao dịch gọi là tương đối rất là, rất là tuyệt vời. Thì khi mà những con này nó lên khoảng 10 đồng thôi là quý vị thấy có lời rồi và yeah, khi mà nó lên khoảng 10 11 đồng là quý vị thấy là rất là tuyệt vời rồi. Nhớ con này mua khoảng 9 đồng xuống tới 8 đồng. Have a good day.